đập đá trong nhà nghỉ, hai đối tượng bị bắt. Sáng mùng 5 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1994, chú thị trấn Khánh Vĩnh và Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 2001, trú tại xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chống tội phạm ma túy công an huyện Khánh Vĩnh tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Khánh Vĩnh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thị Như Ý có biểu hiện phê ma túy trong phòng. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4,4 gram ma túy đá và bộ đồ nghề các đối tượng sử dụng để đập đá.